mọi người thấy không, ở ngoài đường á đốt pháo hay luôn nè. Đó 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 đó, vui lắm. Mình phải liên liên đi cho nó đổ. Ủa có nhiều đó hả? Có nhiều lắm. Trở lại kênh That's Where Fly của Linh. Linh đang đi ra ngoài đường để quay cái cảnh mà người Hà Lan họ đón giao thừa đó cả nhà. Thì giờ này chưa có đến giao thừa đâu, cho nên nhưng mà mọi người có nghe không, lai rai là có tiếng pháo hoa rồi đó. Và họ đã đốt pháo hoa 2-3 ngày trước rồi. Trước đây thì có một vài năm gần đây thì chính phủ giống như là không muốn người ta đốt pháo hoa nhiều nữa, tại vì có những cái tai nạn mà ấy muốn xảy ra. Tuy nhiên người Hà Lan không thích cái điều đó, không thích cấm cản, cho nên họ vẫn đốt pháo hoa thôi. Mọi người sẽ nghe đi đung 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 rất là nhiều, cho đến đêm cái phút giao thừa đó thì hầu như là nhà nào cũng đốt pháo cả nhà. Bây giờ thì ngoài cái cây đốt pháo thì Linh cũng sẽ mời mọi người tham quan là người Hà Lan sẽ đón giao thừa như thế nào, họ chuẩn bị gì cho cái việc giao thừa ở tại gia nhé. Thật ra là Linh đã Linh nói với anh xã của Linh là quay một cái clip cho Linh là cắt cái Instagram mà ổng chụp hình cho ông có quay, cho nên bây giờ Linh phải cắt lại từ đầu cho mọi người xem. Linh sẽ cắt cái Instagram này với đậu. Linh đã sắp ở đây một mớ rồi. Và mọi người thấy cái miếng phía trên đây nè, phía trên đây nè là đậu chứ không phải là mỡ nha cả nhà. Và Linh mua ba cái này á, thì mỗi cái là nó tính riêng ra mỗi cái là 7 đồng. Nhưng mà mình mua ba cái thì họ lấy có 14 đồng thôi, rẻ hơn rất là nhiều. Bây giờ thì Linh lại bắt đầu với lại cái Grand Paris Walk này. Thì mọi người thấy nó đen thui nhưng mà bên trong thì nó rất là trong. That's Frankreich. Và cái đốm đen đen này là mọi người thấy đó là trái cây đó cả nhà. Mình ăn thì nó giống như là mấy cái xúc xích bình thường thôi. Nhưng mà xúc xích hơn ta. Không biết tiếng Việt là gì, Linh quên mất rồi. Thì nó lại là xúc xích đi, xúc xích khô á. Thì ăn nó cũng bình thường thôi, nhưng mà khi mình cắn trúng cái trái cây khô á thì nó có cái vị chua chua và thanh thanh. Nếu mà mọi người có dịp á thì mua để thử đi nha. Tại vì mỗi cái loại này là nó có một cái vị khác nhau. Thì ăn và uống rượu vào cái đêm lễ Noel. Bây giờ là bắt đầu tiệc lai rai cho đến ăn giao thừa nha cả nhà. Không có ăn đồ mặn nhiều, chỉ ăn những cái món giống như là snack thôi. Và chơi game. Een prins te ontmoeten in een willekeurig district, een speler mag drie actiekaarten afleggen van dezelfde beschaving, om een prins van die beschaving in een willekeurig district op het bord te plaatsen. Còn đây là bánh chiên giống như bánh chuối chiên của bên mình vậy mà cả nhà. Nhưng mà ở trong thì nó có táo.
Và Linh ăn cái này là Linh ăn cá của anh xã thôi, Linh không ăn hết đâu. Và giống như là bánh chưng như là bánh dày của mình hồi xưa vậy đó cả nhà. Thì ngày xưa cái bánh này làm để dành được lâu, thì họ làm để dành ăn vào mùa Giáng sinh và mùa Tết. Ngày trước á, thì thích ăn bánh táo hơn, tại vì nó có táo nó chua chua. Nhưng bây giờ thấy bánh táo ở trong nó chỉ có miếng táo ít thôi, và xung quanh nó có nhiều bột và đường quá thì Linh không thích lắm. Ook nog meer bij. Wat is ook eens hier? Đây là bánh olibo, một cái loại bánh bột, và trong đó thì có nho, nho khô, và Linh ăn với đường bột. Có loại không có nho nữa nhưng mà Linh thích ăn có nho hơn. Giờ thì tới món cá hồi hun khói nha cả nhà. Đây là cá hồi, họ bán sẵn vào cái mùa Noel á, họ bán sẵn một cái miếng như vậy nè, trong cái hộp. Mình mua về và mình ăn thôi. Thì bây giờ mình ngồi mình vừa ăn vừa uống rượu. Mà ăn cá thì uống rượu trắng mới ngon, nhưng mà lỡ khui rượu đỏ rồi thì Linh uống rượu đỏ luôn. Mọi người thấy không, là người Hà Lan đó có cái truyền thống là đốt lửa hoài như vậy nè. Mọi người đã thấy là ở mấy cái chỗ kia Linh quay họ cũng đốt lửa như vậy nữa đây. Thấy vui ghê ha. Bây giờ thì gần tới cái ngày giao thừa, gần tới cái giờ phút giao thừa rồi đó cả nhà. Mà Linh quyết định đi ra đường chứ không ở trong nhà đón giao thừa với gia đình. Tại vì nếu mà ở trong nhà đón giao thừa với gia đình á, thì sẽ không quay được những cái cảnh pháo hoa ngoài đường cho mọi người xem. Mọi người thấy nè, họ đốt pháo ngoài đường như vậy đó cả nhà. Pháo đầy đường hết. Mình đi ngang mấy chỗ này giống như là đi tới cái chiến trận vậy đó cả nhà hả. Và ôi giời ơi, trời ơi. Đổ ra được người ta ngắm pháo hoa.
phía xa xa cái khu mà đốt thật là nhiều pháo hoa, đó là gần cái khu Linh ở á, năm nào họ cũng đốt rất là nhiều pháo hoa hết. Họ đốt đầy đường hết đó, mọi người thấy không, họ để giữa đường họ đốt. Nhưng mà sáng thức dậy thì họ sẽ dọn dẹp hết nha cả nhà, chứ không phải để rác đầy như vậy đâu. Cả nhà sẽ không bao giờ tin được là người Hà Lan năm nay tiêu bao nhiêu tiền cho pháo hoa đâu nha. Tại vì theo thống kê năm 2019 đó, người ta đã mua là khoảng 77 triệu euro rồi. Cho nên tới hiện tại thì là khoảng hơn 80 triệu euro đó cả nhà. Thì các cửa hàng truyền thống phải đợi đến những ngày cuối năm mới bán được pháo hoa và trang trí. Tuy nhiên nhiều người Hà Lan đã đặt qua những cái website để mua trực tuyến rồi. Và họ đã cũng qua bên Đức để mua nữa nha cả nhà. Mình đã nói rồi đó, thì họ qua Đức để mua. Và có những quy định là họ không được đem về hơn 25kg pháo hoa. Và các loại pháo hoa phải được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hà Lan và đáp ứng yêu cầu do pháp luật Hà Lan quy định.